Phan Kim Liên, Vương Tư Ý, sự nghiệp vẻ vang, tình duyên trắc trở. 50 tuổi vẫn chưa có con, Vương Tư Ý được đánh giá là Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh. Phan Kim Liên kinh điển nhất, sự nghiệp vẻ vang nhưng đường tình duyên của cô trắc trở. Ở tuổi 50, phong thái sang trọng, sắc vóc mặn mà của nữ diễn viên nhận được đánh giá cao. Nhiều năm trong nghề, diễn xuất của cô cũng được khán giả công nhận. Vương Tư Ý, Phan Kim Liên kinh điển nhất. Vương Tư Ý tên thật là Vương Tâm Tĩnh, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1972 tại Đài Loan. Năm 11 tuổi, cô thi vào khoa múa Đại học Nghệ thuật Quốc lập Đài Bắc. Vương Tư Ý là thí sinh nhỏ tuổi nhất của trường, nhưng có thành tích học tốt nhất. Mọi người đều coi cô là nàng thơ mới của vũ đạo Đài Loan, kỳ vọng nữ diễn viên sớm đạt đỉnh cao. Song không may, trong một lần học thể dục, Vương Tư Ý bị thương đứt dây chằng và phải từ giã sự nghiệp biểu diễn vũ đạo vào năm 1993. Với khuôn mặt đẹp, chiều cao 1m7 và thân hình gợi cảm, Vương Tư Ý nhận được nhiều lời mời trở thành người mẫu ảnh. Năm 1989, ở tuổi 17, cô được truyền thông Nhật Bản ca ngợi là top 10 người mẫu đẹp nhất Đài Loan. Cô tham gia diễn xuất từ năm 1992 với phim Lưu Bá Ôn truyền kỳ. Năm 1993, cô nổi tiếng ở nhiều quốc gia châu Á khi đảm nhận vai công chúa bị lưu lạc nhân gian Âu Dương Linh Lung trong Bao Thanh Thiên. 3 năm sau đó, danh tiếng cô lừng lẫy hơn nhờ vai Phan Kim Liên trong Thủy Hử. Vai diễn dâm phụ qua diễn xuất của Vương Tư Ý được khen đẹp nhất trong các phiên bản. Khác với một Phan Kim Liên lẳng lơ quyến rũ của Ôn Bích Hà, Vương Tư Ý hóa thân thành nàng Phan Kim Liên hiền lành, kín đáo, lương thiện. Ánh mắt mơ mộng, luôn khát khao tình yêu và sẵn sàng sống hết mình vì tình yêu của nàng Phan Kim Liên Vương Tư Ý. Thật sự hấp hồn khán giả. Đây cũng là Phan Kim Liên kinh điển trên màn ảnh nhỏ. Ngoài Vương Tư Ý, từ trước đến nay, chưa ai hóa thân Phan Kim Liên có hồn như vậy. Một nhà phê bình Trung Quốc nhìn nhận. Đến nay, tên tuổi của Vương Tư Ý vẫn xuất hiện trong các cuộc bình chọn, nữ diễn viên thủ vai diễn này tốt nhất. Vương Tư Ý còn tham gia một số bộ phim khác như Đại đường ngự sử Tạ Giao Hoàng, Anh hùng một quý anh, Nước mắt hoa lê. Trang 71 Lady nhận xét, Vương Tư Ý là diễn viên hiếm hoi có vóc dáng của siêu mẫu và gương mặt hoa hậu. Đáng tiếc do bị bệnh, nữ diễn viên không giữ được vẻ thanh xuân như những người bạn cùng lứa như Lâm Chí Linh, Tiêu Tường, Lâm Tâm Như. Tình duyên lận đận, từng bị nghi là người thứ ba. Có người đánh giá Vương Tư Ý thành công với vai Phan Kim Liên và cuộc sống của nhân vật này ít nhiều đã vận vào cô. Phan Kim Liên có gia đình, lại bị tiếng dâm phụ, nhưng đến cùng vẫn chỉ mơ mộng về một người đàn ông ngoài tầm với để rồi chết trong tay anh ta. Khi còn thanh xuân, tôi có tiêu chuẩn khá rõ về nửa kia của mình, đó là người đàn ông phải hơn tôi về kinh tế, trình độ và cả đạo đức. Nhưng người như thế quá khó tìm, Vương Tư Ý nói. Nữ diễn viên từng có mối quan hệ tình cảm với vài người đàn ông đã có gia đình, những mối tình không có kết quả khiến cô tổn thương. Trên các video trò chuyện cùng khán giả gần đây, Vương Tư Ý cho biết cô là người kín tiếng, trước kia không thường chia sẻ về đời sống riêng tư. Giờ đây khi mọi chuyện đã qua, tôi kể lại những trải nghiệm không mấy đẹp đẽ của mình để phụ nữ có thể rút kinh nghiệm. Đừng tin vào những lời đường mật của đàn ông, đừng vướng vào những người đã có gia đình. Những mối quan hệ đó chỉ có một kết quả thất bại, Vương Tư Ý nói. Shina cho biết khi tham gia bộ phim Thủy Hử, Vương Tư Ý nảy sinh cảm tình với bạn diễn Đinh Hải Phong, vai Võ Tòng. Nhưng khi vừa bày tỏ tình ý, Đinh Hải Phong vội vàng phủ nhận cho biết đã có bạn gái chuẩn bị kết hôn. Khi đó, Vương Tư Ý rơi vào tai tiếng giành giật bạn trai. Đinh Hải Phong và bạn gái của nam diễn viên đứng ra phủ nhận cho biết giữa Vương Tư Ý và Đinh Hải Phong chỉ là quan hệ đồng nghiệp nên người đẹp mới không đánh mất danh tiếng. Theo 163, với ngoại hình quyến rũ, Vương Tư Ý không thiếu đàn ông theo đuổi. Nhưng đến tận năm 2007, nữ diễn viên mới công khai kết hôn với người đàn ông ngoài ngành giải trí là Tô Viễn. Vương Tư Ý khẳng định, chồng tôi không phải đại gia nên không có chuyện tôi bước chân vào cửa gia đình quyền thế. Nhưng anh ấy là người đàn ông chu đáo, cẩn thận lại thông minh. Tuy nhiên, chung sống nhiều năm họ vẫn không có con. Nữ diễn viên từ bỏ sự nghiệp để chuyên tâm làm vợ, bồi dưỡng sức khỏe để làm mẹ. Năm 2016, trong buổi họp mặt của dàn diễn viên Thủy Hử, Vương Tư Ý cho biết muốn công khai cuộc sống cá nhân nhưng bị phía chồng ngăn cản. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ đã trở lại cuộc sống độc thân ở tuổi 50. Người đẹp Thủy Hử cho biết, thỉnh thoảng khi nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu, con của bạn bè, khát khao làm mẹ trong cô trỗi dậy, nhưng cô chưa có duyên con cái, nên đây chỉ là ước muốn. Sống độc thân nên Vương Tư Ý dành thời gian bên bạn bè, cùng nhau du lịch, thưởng thức các món ngon. Nữ diễn viên chia sẻ, cuộc sống độc thân của tôi rất ổn, luôn vui vẻ, tôi tự do, không vướng bận. Cuộc sống hiện tại thế nào? Theo Shina, hiện tại Vương Tư Ý sống ở Bắc Kinh. Năm 2015, sau khi tham gia bộ phim Vợ chồng chung đường, Vương Tư Ý tạm ngừng hoạt động. Năm 2021, cô trở lại với bộ phim Thần Tài, nhưng chưa được phát sóng. Hiện nữ diễn viên Vương Tư Ý đang được quan tâm với vai diễn mẹ của Chương Nhược Nam trong phim Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau nhiều năm ở ẩn. Vì mắc bệnh, nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng, ngoại hình tăng cân phù nề.
Cùng với vấn đề tuổi tác, Vương Tử Ý chỉ có thể đóng vai phụ. Các đạo diễn cũng không còn mặn mà với việc mời chào cô góp mặt trong các bộ phim của họ. Mặt tôi như bị phù, nhiều người còn tưởng tôi tiêm Botox thời trẻ nên giờ nhận hậu quả, cô nói. Thậm chí mỗi lần tham gia họp báo, khán giả lại ngạc nhiên khi cô được giới thiệu là Âu Dương Linh Lung và Phan Kim Liên năm nào. Thời gian vô tình không ai có thể thay đổi, có một vài vai diễn để người ta nhớ đã là thành công, cô tâm sự với phóng viên Sina. Trong một số video, khán giả nhận xét Vương Tử Ý tăng cân, khó nhận ra mỹ nhân phim Thủy Hử. Thậm chí có người cho rằng nữ diễn viên đã chỉnh sửa dung nhan. Đáp lại sự tò mò của khán giả, Vương Tử Ý phủ nhận đã can thiệp thẩm mỹ. Tôi béo lên, hơn nữa còn sử dụng app làm đẹp nên khó nhận ra, chờ khi nào tôi gầy mọi người sẽ kinh ngạc. Bên cạnh đóng phim, Vương Tử Ý còn đăng các video ngắn chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu, ca hát, trò chuyện với khán giả. Ngoài đời, nữ diễn viên ăn mặc theo phong cách trẻ trung. Ngoài ra, Vương Tử Ý còn kinh doanh đầu tư nhà hàng. Rảnh rỗi thì nên nghĩ cách làm giàu, đừng u sầu vì tình ái. Tiền bạn nắm trong tay chắc ăn hơn những người bạn không bao giờ hiểu được nội tâm họ. Theo Sohu, Vương Tử Ý đưa ra lời khuyên dựa trên những trải nghiệm của cô trong quá khứ.